Ráng mà giữ lấy nó nghe con. Ba này, ba làm như con gái của ba không tốt không bằng. Người ta phải giữ con gái của ba mới đúng chứ. Tình yêu và hôn nhân là phải xuất phát từ hai phía, đâu phải chỉ một người cố gắng là được đâu con. Dạ, con biết rồi mà ba. Con chỉ giỡn với ba chút xíu thôi à. Con lên lầu nha ba. Ủa, trời đất ơi, cái thằng lúc này là lúc nào mà con nằm phè phẫn đục triện vậy? Trong lúc chờ dì giác có lại, con đâu biết làm gì đâu. Nằm ở nhà hoài cũng chán. Hai Nam à, hay là con mở lại nhà hàng đi. Chỉ mới khai trương, đóng cửa cứu này mất khách hết. À, với cái lũ này mà con mở lại nhà hàng, chắc giới ẩm thực tẩy chay con luôn đó ba. Thì à, mình thuê thêm người nấu, đâu nhất thiết là con phải đứng bếp đâu. Không, không được. Nhà hàng là của con, nhất định con phải đứng bếp. Và thực khách phải được thưởng thức những món ăn do chính tay con nấu. Cái thằng đúng là cứng đầu cứng cổ à. Thôi đi ra ăn cơm đi con. Không ngon á thì con phải ráng ăn cho no cái bụng. Con không ăn đâu. Ăn không ngon thì ăn làm gì. Trời đất ơi, vậy là con tính để cho ba ăn một mình đó hả? Thì những lúc con đi làm ba cũng ăn một mình đó. Ba ăn thêm một bữa nó có sao đâu. Chẳng thà là như vậy, nhưng bữa nay có con ở nhà, ba cũng phải lủi thủi ăn cơm một mình là sao? Bó tài. Đến đi con. Trời ơi, đàn ông con trai, nam nhi đại trượng phu gì mà hở chút là chảy nước mắt à. Mà con ức lắm. Con làm giống như là bác kêu con, nhưng mà sao mà na ghét con. Ý trời ơi, thôi được rồi, được rồi, nín đi con. Sao mà bác biết được con, nó vốn là đứa trái tính trái nết mà. Thôi nín đi con, nín đi con. Má, hả, cái gì vậy? Sao anh còn dám đến đây nữa hả? Nín đi con bác đây. Nè, nó tới đây nó chơi với má không được hả? Con không cần biết, con không muốn gặp anh ta nữa đâu. Bác kêu anh ta về đi. Thôi được rồi. Chỉ tại nó nín nghe bác nói nè. Tại vì nó xấu hổ đó. Còn bác mà, bác biết tính của nó mà. Bác nói thiệt không? Thiệt. À nè, bây giờ con về đi. Còn quà cứ để đó, bác sẽ giúp con đưa cho nó. Dạ, mọi chuyện con nhờ cây với bác hết. Rồi bác hứa đừng có khóc nữa. Thôi nín đi con. Trời ơi, cái mặt mày khóc xấu quá à. Dạ thưa bác, con về. Về đi con. Tội nghiệp nhỏ. Wow, đẹp quá. Màu đỏ đẹp ghê. Phải công nhận thằng này khéo chọn ghê nha. Chọn đúng ý thích của mình luôn á. Con nhất định không chịu nhận quà của phát vào phải không? Má đừng có làm phiền con nữa. Đem cái thứ đó trả cho anh ta đi. Không thích thì cho má. Má. Cái gì? Bây giờ nó là của má rồi, con không có quyền quyết định. Vậy đi nha. Bữa nay ngày gì gặp toàn chuyện suối quẩy không à. Sao tự nhiên thấy nhớ Khải Nam quá vậy ta? Không biết bây giờ ảnh đang làm gì nữa.
hay là đang ăn món nào đó. Lúc nào cũng giữ khư khư nỗi khổ trong lòng, rồi tỏ vẻ như là không có chuyện gì. Ba à, con đói bụng quá nên con xuống đây con ăn một bụng cho nâu nê mà. Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc kẹt đó con. Ba thương con nhất trên đời mà. Con mình con à? Không thương con nhất á, không lẽ thương bà hàng xóm? Vậy thì càng tốt chứ sao ba? Cái thằng nói vậy mà nói được à? Tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu ba. Với lại con thấy ba cũng còn phong độ lắm chứ bộ. Con á, giờ này còn dẫn được nữa. Cười được nữa hả? Da đau. Tới thăm người bị thương mà còn đánh người ta đau thêm nữa hả? Ai biểu Ngọc Lan cười cho sự đau khổ của người khác chi? Ngọc Lan không có ý cười mai na đâu, chỉ là mắc cười cái anh phát vào đó thôi à. Thiệt tình là trên đời này chứ không có thằng cha nào khùng điên biến thái vậy đâu. Kiểu gì mà không có. Biến thái, khùng điên, đần độn hay là lười biếng đều có hết trơn á. Cũng phải lắm. Giống như Khải Nam kìa, nghĩ tới toàn thấy bực hả? Sao nữa rồi? Lại giận hờn Du Dơ nữa rồi hả? Du Dơ đâu, toàn có lý do chính đáng để giận không đó chứ. Nói nghe đi, nói cho Ngọc Lan nghe đi. Chứ bữa giờ á, Ngọc Lan toàn ở bệnh viện, xong rồi về nhà không biết gì hết trơn á. Hôm bữa tự nhiên than thở, nói cái gì cũng bị sai vậy. Đại loại như là miệng không nếm được đồ ăn. Khách than phiền la ó rồi bỏ đi hết. Sau đó thì đóng cửa nhà hàng im ỉm rồi lặng luôn, không có liên lạc được. Có chuyện nghiêm trọng vậy đó hả? Mà tại sao Mai Na lại giận Khải Nam? Thấy tội nghiệp Khải Nam mà. Sao lại không giận chứ? Có chuyện gì thì phải chia sẻ. Đụng chuyện là trốn mất tích, không có liên lạc được. Nghĩ có đáng lo không chứ? Cũng phải. Mà Tuấn Thanh có biết chuyện này chưa? Mai Na cũng không biết nữa. Alo. Dạ con chào bác. Khải Nam có chỗ con không? Dạ không. Sao ạ? Nó đi đâu rồi con ơi? Dạ dạ, để tụi con đi tìm thử. Có chuyện gì vậy Mai Na? Khải Nam mất tích rồi. Ba Khải Nam không biết đi đâu, gọi hỏi tụi mình kìa. Trời ơi, Khải Nam đúng là thiệt tình. Hay là gọi Tuấn Khanh đi kiếm chung với tụi mình đi. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày thanh mới yêu đẹp coi bộ cô em đang yêu và hạnh phúc quá ha. Ông tới đây làm gì? Nhiệm vụ tôi đã làm xong, cô em thanh toán tiền luôn đi chứ. Tôi chưa có. Hơn nữa, ông đã không làm đúng như những gì đã thỏa thuận. Cô ta đang bị thương và bây giờ mọi người đang nghi ngờ. Đành rằng là vậy, nhưng mà cô em cũng phải biết điều, không nhiều cũng phải chút ít để cho anh em đổ xăng chứ. Bây giờ tôi không đem tiền theo. Có gì tôi sẽ chủ động gọi điện cho ông. Ông đừng có đến tìm tôi như vậy nữa. Ok, nhưng mà cô em nhớ giữ lời đó. Ông anh sẽ chờ điện thoại của em. Cậu
Sao cậu nói đi xa rồi mà còn ở đây? Cậu còn một số việc giải quyết chưa xong nên cậu phải chờ. Cậu có người bạn trong này nè, cậu tới từ biệt để mang cậu đi. Đây là Thanh Ngọc, bạn con. Dạ, cô chào cậu ạ. Chào cô. Sao tôi thấy cô quen quen á? Không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa ta? Em sao vậy? Bộ không khỏe hay sao mà mặt tái mét thế kia? Không, em vẫn khỏe mà. Sao cậu còn ở đây mà không liên lạc với con? Cậu lu bu công việc nhiều quá. Thôi sẵn gặp con ở đây, cậu chào tạm biệt luôn. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha, có gì nhớ liên lạc với con. Cậu cầm đi đồ uống nước. Thôi cậu, cậu nhận đâu. Thôi cậu cứ nhận đi. Cảm ơn con. Dạ. À anh, từ trước tới giờ em chưa nghe anh nói về cậu của mình hết. Mình đi thôi em, trễ giờ rồi. Chú Trực có nói là Khải Nam đi từ lúc nào không vậy? Nghe nói là đi từ sáng sớm. Khải Nam ra khỏi nhà tới giờ cũng chưa thấy về. Để Tướng Khanh gọi cho Khải Nam lần nữa coi có được không. Vậy bây giờ mình chia nhau ra tìm đi. Ngọc Lan với Mai Na đi chung, Tuấn Khanh đi một mình nha. Có gì mình liên lạc với nhau qua điện thoại. Vậy Mai Na với Ngọc Lan đi cẩn thận nha. Để Ngọc Lan chở cho. Hỏi đi. Anh ơi, anh làm ơn cho em hỏi, từ sáng giờ anh có thấy một người đàn ông nào cỡ 20 đến 25 tuổi đeo mắt kính ngang đi ngang đây không? Không thấy. Dạ, cảm ơn. Không có luôn. Thôi, lên xe đi, mình đi tiếp. Đừng khóc nữa, có gì từ từ tính mà. Sao đời của Khải Nam khổ vậy? Đời Mai Nam cũng khổ nữa. Người ta nói đầu xuôi thì đuôi mới lọt, kiểu này chắc chuyện của Mai Nam với Khải Nam không có đi tới đâu hết á. Thôi, đâu có ai nói như vậy. Người ta nói á, qua đau khổ thì mới tới ngày sung sướng và hạnh phúc chứ. Toàn chuyện gì đâu không à. Sao Mai Na khóc vậy? Xe đâu rồi? Gửi đằng kia rồi kìa, để đi bộ tìm cho kỹ. Mình làm sao bây giờ hả Tuấn Khanh ơi? Mai Na bình tĩnh đi. Mai Na khóc như vậy làm cho Ngọc Lan với Tuấn Khanh bấn loạn đầu óc bây giờ. Làm sao mà nhớ ra chỗ nào Khải Nam hay tới để mà tìm. Mai Na nín rồi nè, bây giờ tụi mình phải làm sao đây? Mấy chỗ giải trí cà phê Tuấn Khanh đã tìm hết rồi. Bây giờ nhớ lại coi Khải Nam hay đi đâu, làm gì, thích ăn gì. À phải rồi, Ngọc Lan nhớ là Khải Nam thích ra công viên ngoài ăn bánh tráng trộn mà. Tuấn Khanh cũng đã ra tìm hết công viên luôn rồi. Ngọc Lan với Tuấn Khanh
có nhớ cái quán bún bò mà hồi đó tụi mình hay ăn không? À, nhớ chứ. Mỗi lần mà ăn á là Khải Nam xếp cả chồng tôi luôn đúng không? Ừ. Bây giờ tụi mình tới đó liền đi nha. Ừ. Ừ. Đi. Mày nào, Khải Nam, từ từ, không thôi sạch bây giờ, cọc bún nó chui từ miệng lên lỗ mũi luôn đó. Cảm ơn mày nào nha. Còn hai người này nữa, sao ngồi cười hoài vậy? Sao không nói gì đi? À, ham ăn quá nên quên mất. Chị ơi, cho thêm 4 tô đi chị. Hả? Bộ Khải Nam định ăn thêm 4 tô nữa hả? Coi chừng bị bội thực, đeo vô bệnh viện sổ bớt bây giờ. Một tô thôi, 3 tô còn lại là cho 3 người đó. Tưởng lo ăn rồi quên hết bạn bè luôn chứ. Quên sao được mà quên, nhất là Mai Na đó, không bao giờ quên được. Mọi người sao vậy? Uống nước đi chứ. Tự nhiên mọi người hớt hả Khải đi tìm Khải Nam làm sao vậy? Còn cười được nữa hả? Khải Nam có biết mọi người ở đây đang lo lắng lắm hay không? Đang yên đang lành tự nhiên biến mất là sao? Có chuyện gì tụi mình cùng nhau giải quyết được mà, sao lại bỏ trốn chứ? Thôi, mọi người cứ bình tĩnh đi, cứ để cho Khải Nam nói chuyện. Chứ căng thẳng như vậy làm sao Khải Nam nói được. Lại là do ba Khải Nam phải không? Đúng á, là chuyện trong nhà chưa rõ mà chuyện ngoài ngõ đã tường rồi. Khải Nam bỏ trốn làm gì? Chỉ đi lang thang đi tìm đồ ăn thôi à. Vậy là từ sáng tới giờ Khải Nam đi tìm đồ ăn thôi hả? Ừ. Đúng là tham ăn, đi ăn một mình mà không rủ bạn bè gì hết trơn á, xấu xa thiệt á. Bây giờ Khải Nam thấy sao rồi? Đã khá hơn chưa? Vẫn không biết con dở gì hết á. Nhưng mà không sao, bệnh này đâu có ảnh hưởng gì tới sức khỏe đâu. Nhìn nè, khỏe ru à, vậy là tốt rồi. Đầu bếp mà không nếm được thức ăn, vậy mà nó không sao hả? Ừ, từ thì cũng có chút xíu tủi thân mà. Nhưng mà bác sĩ có nói là sau một thời gian sẽ khỏi, mọi người cứ yên tâm. Có thật là bác sĩ nói vậy không? Hay là Khải Nam giấu mọi người đó? Ừ, thật mà. Bác sĩ nói là chỉ rối loạn vị giác thôi, ít bữa nữa là sẽ có lại liền à. Khải Nam nên đến bệnh viện để bác sĩ điều trị và theo dõi cho chắc ăn. Thôi thôi thôi, không sao đâu. Không sao đâu. Khải Nam cũng đừng lo lắng quá, cứ yên tâm điều trị đi. Mai Na sẽ tìm cách giúp Khải Nam có lại vị giác mà. Thank you.
Thanh Ngọc, bữa trước cô em nói sẽ chủ động liên lạc để đưa số tiền còn lại. Cô em định đến bao giờ thì cho anh một ngày cụ thể đi. Hay là mai anh em mình uống cà phê trò chuyện. Nhớ là mang theo tiền, đừng để anh đến tận nơi như bữa trước thì khó xử cho cô em lắm đó. Anh mà không vui thì đừng trách anh nhiều chuyện với thằng cháu vàng bảo anh đó nghe. Ok, 8 giờ tối mai chúng ta sẽ gặp nhau. Đây, anh ráng hết đống đồ ăn này đi. Em đảm bảo bao nhiêu bệnh tật cũng bị tiêu diệt hết. Anh yên tâm đi, ở trong nhà ăn á còn nhiều món ăn ngon lắm. Cái gì? Còn nữa hả? Dạ. Trời ơi, chết rồi. Anh chưa kịp lấy lại vị giác, chắc phải đi về với ông bà sớm quá. Trời ơi, em nói anh nghe nè, chết trong hạnh phúc cũng đáng mà anh. Đây, món mực nướng muối ớt tới nè. Khải Nam phải. Xin lỗi mày nè, Khải Nam không cố ý đâu. Sao trời nóng quá vậy? Cười gì mà cười? Chẳng qua chỉ là chỉ là hôn nhau thôi, đúng không? Thôi đi ông, nhiều chuyện vừa thôi. Mà công nhận môi Mena vừa mềm vừa ngọt, lại có vị ngọt như dâu gì đó. Tại Mena dùng son dưỡng có vị dâu nên nó hơi ngọt ngọt. Mà sao đàn ông con trai dừng nhiều chuyện vậy? Xài son kệ anh ta. Ăn lẹ lên đi kìa. Anh Khải Nam nói môi chị Mena ngọt như dâu. Đúng không anh? Cậu đi tìm hiểu lai lịch của người này cho tôi. Đây là ai vậy anh? Cậu cứ điều tra giùm tôi, chuyện dài dòng lắm, tôi sẽ kể cho cậu sau. Dạ tôi biết. Việc này cậu phải điều tra càng sớm càng tốt. Tôi thật sự muốn biết ai là người đứng đằng sau giật dây hắn làm một số việc không chính đáng. Dạ tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Anh hai điều tra gì vậy ta? Chẳng lẽ anh hai làm điều gì đó mà không cho ba với mình biết? Mà nè, tôi muốn biết thông tin chính xác và sớm nhất về người này. Cậu hiểu chưa? Dạ, anh cứ yên tâm. Alo, Ngọc Lan nghe đây. Ngọc Lan hả? Đến ngay nhà hàng Khải Nam đi, có tin vui á. Có gấp lắm không ai nè? Tới đi rồi biết, nhanh lên. Ừ, vậy Ngọc Lan tới liền. Ngọc Lan vô đi. Ngọc Lan ơi, có rồi, Khải Nam có lại vị giác rồi, vậy thì tốt quá. Khải Nam ăn món gì mà có lại vị giác mau quá vậy? Phải đó, mai Nam cho Khải Nam ăn cái gì mà hay quá vậy?
Bộ hai người ăn trúng món gì? Khó nói lắm hả? Khó nói là đúng rồi anh. Tại vì hai anh chị ăn món... Không phải đâu mà. Tại Mai Na vô ý dép té lên người Khải Nam nên... Nên hai người hôn nhau chứ gì. Anh Tuấn Khanh đúng là thông minh hơn người. Đúng là số 1. Chính xác như vậy đó anh. Cái đó người ta gọi là hương vị của tình yêu. Sao mà hay quá vậy? Chuyện đúng là không ngờ thiệt á. Thôi thôi, mọi người vào trong đi. Để Khải Nam nấu nhiều cái món khác rồi đưa ra nhiều cái hương vị cho mọi người nhận xét nha. Được đó anh. Sao anh? Nhận xét đi. Sao anh? Bị sao vậy? Lại không thấy gì hết hả? Dù gì á, cũng có dấu hiệu hồi phục rồi, nên sẽ nhanh chóng có lại vị giác thôi mà. Khải Nam yên tâm, Mai Na sẽ giúp mà. Đúng rồi đó, chỉ cần chị Mai Na cho anh Khải Nam hôn tim dài lần nữa là sẽ hết bệnh thôi mà. Muốn chết hả? Đứng lại đó. Đứng lại. Tôi sẽ cho cậu chết nè. Đứng lại. Dám nói như vậy hả? Đứng lại coi. Nè, cho chừa nha. Lần sau không được nói như vậy nữa nghe chưa. Tôi đi anh. Sao lâu quá không thấy anh ghé cửa hàng ủng hộ tôi vậy? Dạo này nhà tôi cũng ít đi chợ lắm chị. Hôm nay tôi có ốc heo ngon lắm, anh mua về chưng ăn cho nó bổ. Ốc heo hả? Dạ, ốc heo này ngon lắm đó anh. Lấy cho tôi một ít đi. Dạ dạ, có liền. Có khi nào do thằng Khải Nam căng thẳng quá mức cho nên ảnh hưởng đến dây thần kinh vị giác nó không? Tất cả là do má con mày nạ hết. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Có ai nhà không? Chủ nhà đâu rồi? Hả? Trời ơi, đã mệt còn chết mà còn bị làm phiền nữa. Có ai nhà không? Nè, đi đâu đây? Tới đây làm gì? Tôi đi kiếm bà chứ làm gì. Kiếm tôi chị? Tôi hỏi bà nè, tại sao bà cố tình ngăn cản không cho tụi nhỏ yêu nhau vậy? Chà, con gái tôi á, thương yêu ai á là quyền của tôi, mắc mới gì ta ông? Nhưng mà con trai tôi đứa thích con gái của bà. Kệ cha con nhà ông, đâu liên quan gì tới mẹ con nhà tôi. Trời, bà quá đáng lắm mà. Tại vì bà mà con trai tôi đau buồn khổ não đến nỗi nó mất luôn vị giác,
không thể đứng bếp luôn nữa kìa. Hả? Thật vậy sao? Chúc mừng nghe. Nhân tiện này cho nó đổi nghề khác đi, đừng làm nghề đó nữa. Thôi, về nấu cơm đi. Đàn ông suốt ngày xách vợ đi chợ, vẫn giống ai hết. Ủa, dạ má vợ tương lai. Ủa, chào chú. À, thì ra là tại thằng này. Tại thằng này mà bà chế con trai tôi phải không? Ừ. Được rồi. Cái gì vậy? Được rồi, mày. Chính vì mày mà con trai tao đau khổ. Tao sẽ trị cho mày một trận. Cái gì? Đánh ra tôi trị nó coi. Nè. Bộn tưởng kêu tôi tránh là tôi tránh hả? Bà. Sớm muộn gì nó cũng là người trong nhà của tôi. Ha. Thử đụng tới móng tay của nó coi, tôi sống chết với ông liền á. Bà sớm chết anh. Bà tránh ra. Tôi leo ra. Đánh ra coi. Đứng lại. Bà làm vậy? Đứng lại. Đứng lại. Khải Nam à. Khải Nam. Dạ. Ủa, ba đi chợ đâu mà giờ ba mới về vậy ba? Xuống lấy cho ba ly nước lạnh đi. Dạ. Thiệt tình. Dạ con mời ba uống nước. Thằng đó cô vậy đó mà nó chạy nhanh thiệt á. Ủa ba nói ai vậy ba? Thì cái thằng phát giàu đó. Ủa cái gì, anh ta ăn hiếp ba hả? Mà sao ba gặp anh ta? Nghĩ sao đang hiếp ba? Ba không ăn hiếp nó thôi chứ làm sao đang hiếp ba. Ủa vậy ba đã làm gì anh ta rồi? Ba là ba định tới chửi cái bà Mai Liên vì cái tội bả chia quyên rẻ thúy đó. Nào ngờ gặp cái thằng phát phát nghèo ở ngay cái nhà bà Mai Liên đó. Ba định ba dí theo ba đánh nó để trả thù cho con. Ai dè nó chạy lẹ quá, ba rượt theo nó muốn hộc hơi luôn à. Trời, lại có chuyện đó nữa hả ba? Chứ sao, ba thấy chuyện bất bình ba đâu có để yên được. Lần sau mà nó để ba gặp được là nó chích với ba luôn. Ba cứ làm quá lên, lần sau ba đừng có khổ sở vì con như vậy nữa. Thôi, bây giờ ba đi nghỉ đi, để con làm cho, nha. Cái thằng, mình giúp nó mà nó biểu mình làm quá, thấy ghét. Môi mai na thiệt là ngọt. Ước gì mình được thử thêm một lần nữa. Con à, bà sao con lại tới đây? Ủa, chẳng phải cậu đã nói với con là cậu đi làm ăn xa rồi sao? Cậu mới về, ghé gặp thằng bạn để bàn chuyện làm ăn đó mà. Vậy à, cậu có khỏe không?